đứa nó học sao. Rồi bây giờ thầy nhắc lại cái bài tập số 1 nè, câu 1 nè, của chương 2 nè. Thì ở đây mình sẽ, câu 1 là một xạ thủ có 4 viên đạn ha. Anh ta bắn từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 4 viên thì thôi. Và ở đây đề bài yêu cầu là tìm lực phân phối xác suất cho số viên đạn đã bắn. Biết xác suất trúng bắn trúng của mỗi viên là 0,7. Thì ở đây để giải bài này đó, thì mình gọi AI là biến cố viên thứ Y trúng mục tiêu. Y bằng 1, 2, 3, 4. Và X là biến ngẫu nhiên, chỉ số viên đạn đã bắn. Thì ở đây chúng ta có miền giá trị của biến ngẫu nhiên X là bằng 1, 2, 3, 4. Và vì mình sẽ đi tính xác suất của từng cái trường hợp là X bằng 1, X bằng 2, X bằng 3, X bằng 4. Thấy không? Vậy thì ở đây mình có xác suất X bằng 1 là bằng 0,7 nè. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đi tính cái xác suất X bằng 2. Xác suất X bằng 2 là bao nhiêu các em? X bằng 2. X bằng 2 có nghĩa là anh ta đã sử dụng 2 viên. Hai viên đạn. Có nghĩa là cái viên đầu tiên á, viên đầu tiên là phải chặt, đúng không? Viên đầu tiên là chặt là như thế này. Và cái viên thứ hai là trúng. Viên thứ hai là trúng. Đúng không? Đấy. Và cái này do hai cái biến cố này độc lập cho nên nó sẽ là xác suất của biến cố A1. A1 ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố A2. Đấy, như thế này. Và mình thế số vô thì cái xác suất của biến cố A1 là bằng 0,7 không? Vậy thì A1 ngang là bằng 0,3 nè. 0,3 nè. Rồi nhân cho 0,7 nè. Thì cái này nó ra là 0,21. Được chưa? Đấy, thì đây là xác suất dùng được hai viên đạn nè, xác suất là anh ta đã dùng hết số viên đạn đã bắn hai viên. Thì để cái X bằng 2 này nó xảy ra đó thì có nghĩa là cái viên đầu tiên là nó chặt đúng không? Rồi anh ta mới bắn cái viên thứ hai. Đó. Rồi bây giờ bạn nào tính cho thầy cái xác suất x bằng 3 coi. Xác suất x bằng 3 là bằng nhiêu? Ai cho thầy biết rồi xác suất x bằng 3. X bằng 3 có nghĩa là anh ta phải bắn 3 viên đạn. Bắn 3 viên đạn thì có nghĩa là sao? Không đứa nào nói chuyện chưa nhỉ? Đào Như Ngọc. Dạ có em thầy ơi. Đọc cái đề lại nghe. Đọc cái đề lại giùm thầy em. Dạ. Câu 1 hả thầy? Ừ. Một xạ thủ có 4 viên đạn, anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 4 viên thì thôi. Tìm phân phối xác suất của số viên đạn đã bắn. Nếu xác suất bắn trúng của mỗi viên là 0,7. Đọc lời giải luôn nha thầy. Dạ. Giải là gọi A1 là viên thứ AI trúng mục tiêu. AI gọi AI. Chữ này là chữ Y đó em. AI giống như chữ số 1 phải không? Đọc lại coi. Gọi AI viên thứ Y trúng mục tiêu. Y bằng 1, 2, 3, 4. Và X là biến ngẫu nhiên. Chỉ số viên đạn đã bắn. Im X. Miền giá trị của X. Cái này đọc là miền giá trị của X bằng. Dạ. Miền giá trị của X bằng 1, 2, 3, 4. B. Xác suất. X bằng 1. Bằng xác suất A1 bằng 0,7. Xác suất X bằng 2 bằng xác suất của A1 A2. A1 ngang A2. A1 ngang A2 bằng B A1 ngang B A2 nhân B A2 là nhân B A2 bằng dạ bằng 0,3 nhân 0,7 bằng 0,21. Ừ. Rồi xác suất X bằng 3. Xác suất X bằng 3 thì nó sẽ bằng xác suất gì? Khi nào anh ta sử dụng bắn 3 viên đạn? Khi nào anh ta bắn 3 viên đạn? Thì theo cái đề thế này nè. Thì khi anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 4 viên thì thôi. Đúng không? Vậy thì khi nào anh ta bắn hết 3 viên đạn? Chút mục tiêu quá thầy. Ừ.
trúng mục tiêu thì mình mới ngừng, nhưng mà phải dùng hết 3 viên đạn. Có nghĩa là 2 viên đầu bắn trúng không? Viên thứ nhất bắn trúng không? Dạ không. À, viên thứ hai bắn trúng không? Dạ không luôn. Rồi viên thứ ba bắn trúng không? Dạ trúng. À, đó, thì như vậy thì có nghĩa là cái biến cố này có nghĩa là gì? A1 ngang nè. A1 ngang nè. Không, có nghĩa là viên thứ nhất là chặt nè. Rồi viên thứ hai cũng chặt nè. Viên thứ hai cũng chặt nè. Và tới viên thứ ba là trúng nè. Viên thứ ba là trúng nè. Hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà cái này đó là ba biến cố này nó độc lập cho nhau, cho nên ở đây mình sẽ nhân cho biến cố A1 nè. A1 ngang nè. Rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang nè. Rồi nhân cho xác suất của biến cố A3. A3. Và anh thấy số được rồi, A1 ngang xác suất là bằng nhiêu? A1 ngang xác suất là bao nhiêu em? Trúng đi, mỗi viên xác suất trúng đều 0.7 á. Vậy thì không trúng là nó bao nhiêu? Xác suất trúng là 0.7, vậy là xác suất không trúng là 0.3 đúng không? Trường kiểu này nó cũng là 0.3 nè. 0.3 nè. A2 ngang nó cũng là 0.3 đúng không? Còn A3 là bao nhiêu? Dạ 0.7. Rồi anh nhân lại coi cho thầy cái này bao nhiêu. Cái này ra nhiêu đó em? Dạ 0.063 thầy ơi. Rồi thầy cảm ơn. Rồi đấy, đây là xác suất để này đã dùng hết 3 viên đạn, và xác suất này dùng hết 4 viên đạn thì nó sẽ như thế nào? Thì ta có xác suất ít bằng 4 rồi, nó sẽ bằng xác suất của biến cố nào? Phải là viên thứ nhất chặt không? Viên thứ nhất chặt nè, rồi viên thứ hai cũng chặt đúng không? Viên thứ hai cũng chặt đúng không em? Và viên thứ ba cũng vậy, viên thứ ba cũng chặt luôn. Đấy, vậy thì có nghĩa là ba viên đầu chặt thì đã bắt buộc anh ta phải bắn viên thứ tư. Mà bắn viên thứ tư thì dù có trúng hay chặt thì anh ta cũng đã dùng hết 4 viên đạn rồi. Cho nên là xác suất ít bằng 4 nó chỉ gồm 3 biến cố này thôi. Không? Tức là A1 nè. A1 ngang. Rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang, A3 ngang. Hãy như thế này. A2 ngang. A3 ngang. Đấy, thì xác suất này nó sẽ bằng là gì? Là 0.3 mũ 3 lên. Là bằng nhiêu các em? 0.0027. Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ cái được cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên ít nè. Ở đây thì bài yêu cầu tìm phân phối xác suất cho số viên đạn đã bắn. Mà số viên đạn đã bắn của mình là gì? Là mình đặt là ít. Vậy thì phân phối xác suất của ít nó sẽ là gì? Bảng phân phối xác suất của ít nó sẽ là, cái này bây giờ mình chèm cái bảng vô. Nó có 4 giá trị, 4 giá trị thì mình chèm 5 cộng. 5 cộng. Cái cộng này nó để ít nè. Cộng đầu mình như có 0.027 này. 0.027 hay là 0.27 hả? Dạ. Thì ngay số 0 hả? Đúng rồi. Em coi lại giùm thầy coi kỹ thôi. Không gian là có 3 số 0 sao số phẩy không? Sao số phẩy nó có 3 chữ số. Thì cái này 1 nè, 2, 3, 4. Và cái xác suất tương ứng với em gì là xác suất ít lớn bằng ít nhỏ. Cái này thì ghi kết quả vô là 0.7 nè. 0.21, 0.063, 0.027. Em cộng hết 4 cái này lại, nếu mà nó bằng 1 là chính xác đi. Cộng hết là coi bằng 1 không? Đấy thì cái đây là cái bài số 1 của chương 2, câu số 1 của chương 2 nha. Chúng ta theo kịp không ạ? Câu 1 này nó yêu cầu tìm lực phân phối xác suất thôi. Được chưa?
Rồi có ai hỏi gì không ạ? Có ai cần hỏi gì không ạ? Đây là cái bài số câu số 1. Rồi bây giờ nếu không có hỏi gì thì mình sang câu số 2 nè. Một bạn đọc cái đề cho thầy câu số 2 coi. Đọc cái đề của câu số 2 coi. Câu số 2. Đỗ Thị Trúc Lan. Đọc như thầy dùm đề các em. Đỗ Thị Trúc Lan rồi. Dạ có. Thấy cái đề của thầy không? Dạ chưa thấy hả? Một hộp đựng 5 chai hút, trong đó có một chai là hút giả. Người ta lần lượt kiểm tra từng chai cho đến khi phát hiện ra chai hút giả thì dừng kiểm tra. Giả sử các chai phải qua kiểm tra mới biết được là chai hút giả hay hút tốt. Tìm phân phối xác suất của số chai hút được kiểm tra. Rồi, thầy cảm ơn. Cái này nó giống như cái bài bắn viên đạn vào bia này. Không? Thì ở chỗ này đó thì em cũng gọi cho thầy là gọi tên biến cố và tên biến ngẫu nhiên ha. Ở chỗ này mình sẽ gọi tên gì? Lần lượt. Người ta lần lượt kiểm tra từng chai cho đến khi phát hiện chai thuốc giả thì dừng. Bây giờ mình gọi AI. Giống như lúc nãy mình sẽ gọi AI là biến cố. AI là biến cố là chai thuốc kiểm tra lần thứ y. Chai thuốc kiểm tra lần thứ y. Lần thứ y là thuốc giả. Được không? Vậy thì y nó bằng máy à? Y nó có thể bằng máy. Y này có thể là bằng 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì có thể là chai thuốc mình kiểm tra lần thứ nhất là thuốc giả. Không? Và có thể là chai kiểm tra lần thứ nhất là thuốc thiệt, rồi mình mới lấy chai lần thứ nhất để kiểm tra. Không? Thì ta có làm, ta sẽ gọi thêm là ít là biến ngẫu nhiên chỉ số chai thuốc được kiểm tra. Không? Rồi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số chai thuốc. Em coi nè, đề bài nó yêu cầu mình tìm lực phân phối xác suất của cái gì đây, của số chai thuốc được kiểm tra. Không vậy thì chỗ này mình sẽ gọi tên cái chỗ này nè là biến ngẫu nhiên luôn nè. Không đấy thì mình gọi ít là số chai thuốc được kiểm tra. Được kiểm tra. Đấy. Thì bây giờ đó là cái miền giá trị của ít này là bao nhiêu? Miền giá trị của ít này bằng bao nhiêu? Có 1. Có 2 không? 2. Có 3. Có 4. Có 5 không? Có. Có 5. Rồi. Đấy. Bây giờ thì có thể mình kiểm tra hết 5 chai này luôn. Đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tính xác suất từng trường hợp, đó là xác suất của biến cố ít bằng 1. Ít bằng 1 có nghĩa là ngay cái chai đầu tiên mình gặp đó là cái chai thuốc giả luôn. Là tức là biến cố A1. Đúng không? Đấy. Thì cái xác suất này bằng bao nhiêu? Xác suất này bằng nhiêu em? Em lưu ý là trong cái hộp là có 5 chai thuốc và có 1 chai thuốc giả. Em lấy ra đầu tiên em lấy ra một chai tính xác suất lấy được chai thuốc giả. Xác suất đó bằng nhiêu em? Xác suất này bằng nhiêu? 1/5. Đúng rồi, 1/5. Rất tốt, 1/5 ha. Rồi, đấy, như vậy thì mình sẽ được xác suất ít bằng 1 và 1/5. Bây giờ mình sẽ coi cái xác suất ít bằng 2 là nhiêu nha. Xác suất ít bằng 2
X bằng 2. X bằng 2 có nghĩa là cái chai đầu tiên là thuốc thật hay thuốc giả này. Cái chai đầu tiên là thuốc thật hay thuốc giả. Rồi chai thứ hai. Rồi chai thứ hai có nghĩa là chai đầu tiên mình kiểm tra đó là thuốc tốt, đúng không? Chai đầu tiên kiểm tra là thuốc tốt, tức là nó không giả. Giả là không có gạch đầu nha. Em lưu ý là cái tên biến cố mà đặt nè, không có gạch đầu là giả. Vậy thì gạch đầu là không giả, mà không giả là tốt, đúng không? Vậy thì ở đây có nghĩa là gì? Để x bằng 2 có nghĩa là số chai kiểm tra là bằng 2, có nghĩa là cái chai đầu tiên là thuốc tốt và cái chai thứ hai mới gặp thuốc giả. Và tại vì mình gặp thuốc giả là mình dừng rồi, mình không kiểm tra nữa, đúng không? Đó. Như vậy thì có nghĩa là chai đầu tiên là thuốc tốt mà chai thứ hai mới thuốc giả. Nhưng mà hai biến cố này nó không có độc lập nữa các em. Cho nên là mình sẽ có là A1 ngang nè. Rồi nhân cho biến cố xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang. Như thế này. Không, bây giờ anh coi cái này là bao nhiêu. Thì A1 ngang của mình nó là 4/5 đúng không? A1 ngang của mình là 4/5, tại vì trong đây có 4 chai thuốc tốt mà, 4 chai thuốc tốt trong số 5 chai. Cho nên là xác suất lấy được 4 chai xác suất lấy được một cái chai thuốc tốt ngay từ đầu tiên á là bằng 4/5. Và khi biến cố A1 ngang nó xảy ra rồi, có nghĩa là mình đã lấy được một cái chai thuốc tốt ra ngoài rồi. Vậy thì trong cái hộp nó còn 4 chai mà có một chai thuốc giả, vậy thì xác suất lấy thuốc giả là 1/4. Và cái này mình nhân lại nhau thì nó cũng ra 1/5 nữa. 1/5. Được chưa? Đấy, vậy thì xác suất x bằng 2 cũng bằng 1/5. Và tương tự vậy thì mình sẽ có xác suất x bằng 3 thì sao? Xác suất x bằng 3, đối với em thì biết là xác suất x bằng 3 là nhiêu? X bằng 3 có nghĩa là hai cái chai đầu tiên là thuốc tốt nè. Và chai thứ ba mới là thuốc giả, được chưa? Thì cái xác suất này bằng nhiêu? Và mình bỏ ra cái công thức luôn đi ha, bỏ qua công thức luôn. Bây giờ mình sẽ tính nè, lần đầu tiên thuốc tốt là 4/5, mà sau khi mình lấy cái chai thuốc tốt lần đầu tiên ra rồi đó, thì ở trong cái hộp này nó còn lại là 4 chai mà có 3 chai thuốc tốt, vậy thì tàng tiếp theo nó sẽ là 3/4. Đấy. Hoặc là khi mà lấy 2 chai thuốc tốt ra rồi thì trong cái hộp nó còn lại là 3 chai mà trong đó có 1 chai thuốc giả, vậy thì xác suất lấy được thuốc giả là 1/3. Đó, mình nhân vô thì 3 đơn giản cho 3, 4 đơn giản cho 4, cuối cùng nó còn 1/5. Vậy thì xác suất x bằng 3 nó cũng bằng 1/5. Ở đây là mình sẽ bỏ đi cái công thức ở chính giữa rồi các em, tại vì nó viết hơi dài đó không? Tức là mình nó phải là nếu mà viết đầy đủ ra thì nó phải bằng gì? Xác suất của biến cố A1 ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện là A1 ngang. Với điều kiện A1 ngang như thế này. Không? Và nhân cho xác suất của biến cố gì đây? A3 với điều kiện là A1 ngang rồi A2 ngang. Đấy. Thì cái này mình mới thấy số vô. Thì cái này nó cũng bằng 1/5 nha. 1/5. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính xác suất x bằng 4 ha. Xác suất x bằng 4 có nghĩa là 3 chai đầu tiên là thuốc giả. Mình sửa số này thành số 4. Và cái chai thứ tư là thuốc tốt. Chai thứ tư là thuốc giả. Là 3 chai đầu tiên là thuốc tốt nè, chai thứ tư là thuốc giả. Thì đây mình sẽ gạt đầu thêm nữa. Và chỗ này mình sẽ ghi thêm là và nhân cho xác suất của biến cố A4 với điều kiện là gì? A1 ngang, A2 ngang, A3. Với điều kiện là 3 biến cố này nó xảy ra nè. Ghi dấu sẹt nhé. Rồi. Đó. Thì bây giờ đầu tiên là lấy được cái thuốc tốt đầu tiên là 4/5. Rồi tiếp tục là lấy được chai thuốc tốt nữa là 3/4. Rồi tiếp tục lấy được chai thuốc tốt nữa là gì đây? 2/3.
2 phần 3. Và tiếp tục lấy được chơi thuốc giả trong trường hợp này là gì? À, bằng 1 phần 2. À, 1 phần 2. Và nhân với nhau nó cũng bằng 1 phần 5. Đó. Tương tự như vậy thì mình sẽ có là xác suất ít bằng 5. Xác suất ít bằng 5 có nghĩa là 4 chai đầu đều là thuốc tốt hết. Đó. À, 4 chai đầu đó là đều thuốc tốt hết. À, ít bằng 5 nè. Để thì mình sửa cái chỗ này thành thêm cái dấu gạch đầu, nó có nghĩa là 4 cái chai thuốc mình kiểm tra lần đầu đều là thuốc tốt hết. Đấy, thì cái này nó sẽ là như cũng là 1 phần 2 đúng không? Gọi ra 1 phần 5. Đấy, như vậy thì cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên ít lúc này nó sẽ là cái gì? Nó có 5 giá trị ha. Và xuống đây mình sẽ lập cái bảng phân phối xác suất của ít. Phân phối xác suất của ít. Thầy sẽ chép cái ở trên xuống rồi thầy thêm một cái cột nữa là ít bằng 5 nè. Rồi mình sửa là cái này. Đây là 1 phần 5. Nó đều 1 phần 5 hết rồi. 1 phần 5. 1 phần 5. Đấy, thì đây là cái bài tập số 2 của chương 2. Bài tập số 2 của chương 2. Thì chỉnh cho nó thích dòng lại chút để cho các em thấy. Đấy, thì đây là bài tập chương 2. Số 2 của chương 2 ha. Rồi bây giờ thầy hỏi một vấn đề nữa, ví dụ như cái chỗ này thầy sửa cái đề lại là trong một cái hộp này nó có 5 chai thuốc tốt và 2 chai thuốc giả. Đúng không? Mình sẽ sửa cái số 1 đi. Trong đó có 5 chai thuốc tốt và trong đó có 2 chai thuốc giả. Người ta lần lượt kiểm tra từng chai khi phát hiện thuốc giả thì dừng. Đấy, như vậy thì ở đây em lập bảng phân phối xác suất của nó rồi. Em làm được không? Mình sửa cái số 1 này thành số 2 nè. Thì cái đáp án nó sẽ ra như thế nào? Thầy đặt vấn đề như thế. Và chúng ta giải thử rồi. Rồi nếu mà chỗ sửa là chỗ này là số 2 thì ở đây nó sẽ là 2 phần 5. Nhưng mà chỗ này nó ra như thầy sửa cái số 1 này thành số 2. Các em theo kịp không ạ? Sửa số 1 này thành số 2 đi. Sửa số 1 này thành số 2. Như vậy thì cái xác suất ít bằng 1 này nó bằng 2 phần 5 đúng không? 2 phần 5. Và cái xác suất ít bằng 2 là bằng bao nhiêu? Ai trả lời được? Đây, để thầy hỏi coi. Hỏi một bạn nào đó coi. Được. Lê Văn Chương. Dạ. Cũng là 2 phần 5 đúng thầy. 2 phần 5 đúng. Nếu mà 2 phần 5 hết em cộng là hết thì cái này đâu có bằng 1. Cái này 1 phần 5 em cộng là hết, nó bằng 1 phải không? Nhưng nếu em dự đoán là 2 phần 5 không được nè. Thấy không? Bây giờ nếu như mà em sửa cái này thành số 2 nè. À, thầy lưu ý em sửa cái này thành số 2 nè. Vậy thì cái xác suất ít bằng 1 á. X bằng 1 nó chính là xác suất của biến cố. Biến cố gì đây? A1 là bằng 2 phần 5 là đúng rồi đúng không? Đấy, còn nếu mà xác suất X bằng 2, X bằng 2 á, à, xin lỗi, X bằng 2, X bằng 2 thì mình ghi thế này. Thì có nghĩa là A1 ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang. Đấy không? Bây giờ mình thấy số về cái này nó là nhiêu? Nếu mà cái này là 3 phần 5 đúng không? Đây 3 phần 5, còn cái này ra nhiêu? 2 phần 4. Hả? 2 phần 4. Ừ, 2 phần 4. Như thế này ra nhiêu? Là nhiêu? 0.3. Ờ, 0.3 tức là 3 phần 10. 3 phần 10 đúng không? 2 phần 5, 3 phần 10. Đó.
như thì tương tự vậy thì em cứ lập luận lên hoài thì em sẽ được xác suất ít bằng 3. Nhưng mà nếu mà em sửa là nó có hai chai thuốc giả thì cái miền giá trị của ít này nó chỉ có từ 1 đến 4 thôi, đúng không? Mẫu 4 thôi, đúng không? Nó bỏ số 5 này. Nếu như em sửa chỗ này số 2 thì bỏ miền giá trị của ít nó bỏ đi cái số 5 này, chỉ còn từ 1 đến 4 thôi. Và mình sẽ bỏ đi cái phần dưới này. Các em hiểu chưa? Thì đi chỉ cần sửa cái lời đó thôi là nó sẽ ra kết quả khác. Đấy. Bây giờ trong câu hỏi trắc nghiệm thầy sẽ hỏi là một hộp đựng 5 chai thuốc, trong đó có 2 chai thuốc giả. Bây giờ người ta là được kiểm tra được chai trước khi phát hiện chai thuốc giả thì dừng. Đấy. Như vậy thì tính xác suất để kiểm tra đúng 3 chai thì dừng. Làm được không? Thế là ít bằng 3 nè, đâu nhiêu? Thế thì em đọc, em học là em phải lưu ý cái rồi. Mình chỉ cần sửa đề lại thôi, mình sẽ làm sao? Nếu như mà em sửa đề lại mà em làm được thì em hiểu bài. Còn không làm được đó thì mình coi lại, mình xem lại từ từ không? Để thì bây giờ tiếp theo đó là thầy sửa cái câu số 3. Số 3 để cho em làm quen về biến ngẫu nhiên, đúng không? Làm quen biến ngẫu nhiên. Đấy. Rồi câu số 3 là gì? Một bạn đọc cho thầy cái đề đi. Bạn này tên gì đấy? Nguyễn Thị Tú Anh. Nguyễn Thị Tú Anh đâu? Học và theo dõi rồi. Thầy kêu là phải giả liền chứ thầy chậm gì? Có ngủ được không? Tại điện thoại em nó bị lắc. Lắc? Nhiều mà lắc. Bây giờ đọc cái đề thầy được không? Dạ. Từ sau là mình lên lớp mình học rồi trực tiếp rồi thầy cho mình gặp mặt rồi đó, thấy không? Có đến trường chưa? Đến trường chưa? Có đi xuống trường chưa? Quê đâu? Hả? Dạ. Quê đâu? Em ở Đồng Tháp. Ừ, cái cứ qua Long Xuyên chưa? Dạ qua rồi, em đang ở trọ. Đang ở trọ, trọ có wifi đủ không? Dạ có wifi. Rồi bây giờ em đọc cái đề nhìn thầy nha. Đâu rồi? Đây, cái câu số 3 đọc nhìn thầy coi. Có 3 hộp, mỗi hộp đựng 10 sản phẩm. Số sản phẩm có trong mỗi hộp tương ứng là 1, 2, 3, lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một sản phẩm, tìm phân phối xác suất của số sản phẩm tốt có trong 3 sản phẩm lấy ra. Thứ phẩm có phải là sản phẩm tốt không em? Dạ không. Vậy thì cái hộp 1 là có mấy sản phẩm tốt? Hộp 1 là có mấy sản phẩm tốt? Tôi hay là 10 sản phẩm. Hộp 1 là có 10 sản phẩm nhưng mà số phế phẩm ở trong hộp 1 là bao nhiêu? Trong hộp 1 có mấy phế phẩm? Hả? 1 hay 2? 1 phế phẩm gì thì có mấy sản phẩm tốt? Dạ 9. Vậy trong hộp 2 có mấy sản phẩm tốt? Dạ 9. Hộp 2 cũng có 2 phế phẩm mà. Đó. Hợp 3 là nó sẽ có 7 sản phẩm tốt, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ mình sẽ gọi như thế này. Bây giờ mình mỗi hộp mà mình lấy ra một sản phẩm. Để đây là lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một sản phẩm. Và ở đây là tìm lực phân phối xác suất cho số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm đấy ra. Tìm lực phân phối xác suất cho số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm đấy ra, đúng chưa? Vậy thì mình gọi mình sẽ gọi tên biến cố như thế nào và biến ngẫu nhiên như thế nào nè. Đấy, bây giờ em thử gọi tên biến cố cho thầy nghe. Em gọi tên biến cố là bây giờ là cái sản phẩm mà em lấy ra từ cái hộp một á thì nó xảy ra trường hợp nào? Em lấy ra từ hộp một sản phẩm, đúng không? Thì cái sản phẩm từ hộp 1 này nó có thể tốt hoặc có thể là phế phẩm, đúng không? Dạ
À vậy thì mình gọi tốt đi. Mình sẽ gọi AI. Gọi AI. AI là sản phẩm lấy ra từ học thứ y. Sản phẩm lấy ra từ học thứ y. Thứ y là sản phẩm tốt, là sản phẩm tốt. Không, như thì y nó bằng chạy từ máy tới máy, nói cho thầy nghe coi. Tôi làm y nó chạy từ máy tới máy, cái máy hả? Ờ đúng rồi, y bằng 1, 2, 3 đúng không? Rồi cảm ơn em, thì mình có y bằng 1, 2, 3 được chưa? Bây giờ mình sẽ gọi tên biến ngẫu nhiên thế nè. Gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra. Số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra. Thì bây giờ cái nguyên giá trị của ít là ít tới dạng giá trị mấy? Nói thầy nghe nè. Ít tới dạng giá trị mấy? Với thầy là 0, 1, 2, 3. Rồi thầy cảm ơn, rất chính xác. Rồi bạn nói rất là đúng rồi. Thì cái nguyên giá trị của ít lúc này nó sẽ là gì? Nguyên giá trị của ít là 0 nè. 0 rồi 1 rồi 2, 3 là nó có 4 giá trị nha. 4 giá trị. Không? Đúng rồi chị. Rồi bây giờ mình xuống mình mới tính là muốn lập bảng phân phối xác suất của nó nè. Lập bảng phân phối xác suất của nó thì là mình sẽ tính xác suất ít bằng không. Xác suất ít bằng không. Xác suất ít bằng không. Xác suất ít bằng không có nghĩa là sao em? Ít bằng không có nghĩa là cả ba sản phẩm lấy ra đều là phế phẩm hết. Có nghĩa là sao? Có biến cố A một có xảy ra không? Biến cố A1 có xảy ra không? Có nghĩa là cái sản phẩm lấy ra từ cái hộp 1 nó có phải là sản phẩm tốt rồi không? Ít bằng không. Ít bằng không có nghĩa là không có sản phẩm tốt nào đúng không? Không có sản phẩm tốt nào có nghĩa là cái sản phẩm mà lấy ra từ hộp 1 á là nó không tốt, nó là phế phẩm. Và sản phẩm lấy ra từ hộp thứ 2 nó cũng là phế phẩm. Và sản phẩm lấy ra từ hộp thứ 3 nó cũng là phế phẩm như thế này. Và ba cái hộp này nó lặp lại với nhau, cho nên là việc xảy ra những biến cố A1 hoặc là A1 ngang nó không ảnh hưởng đến cái xác suất của biến cố còn lại, tức là ba biến cố này nó lặp lại nè. Đấy, cho nên ở đây mình sẽ dùng cái công thức nhân xác suất trong trường hợp ba biến cố lặp lại nha, là A1 nè. Rồi nhân cho gì? Nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang. Rồi nhân cho xác suất của biến cố xác suất của biến cố A3 nghe. Rồi bây giờ em thấy số gì cho thầy dùng cái cho thầy cái. Bây giờ xác suất của biến cố A1 ngang là bao nhiêu? Xác suất của biến cố A1 ngang là bao nhiêu? Chú Văn nói thầy nghe coi. Rồi không phải là cái gì đây? Cái hộp 1 là có mấy phế phẩm? Bây giờ A1 ngang có nghĩa là mình lấy là phế phẩm hay chính phẩm? A1 ngang có nghĩa là mình lấy từ hộp 1 là chính phẩm hay phế phẩm em? Chính phẩm hay phế phẩm? Nè, cách mình gọi tên biến cố nè. A1 có nghĩa là sản phẩm lấy ra từ hộp 1 là sản phẩm tốt không? Vậy thì A1 ngang có nghĩa là gì? Là sản phẩm, là phế phẩm. Là sản phẩm lấy ra được một là phế phẩm. Vậy xác suất lấy ra phế phẩm là gì? Vậy là sao ngữ 1 tập 1. Không, lấy là một sản phẩm thôi. Thì có một cái lấy thôi. 1 phần 10 thôi. Lấy là 1 thì khỏi dùng C. Từ 2 trở lên thì cũng dùng C. Dạ. Rồi A2 là nhiêu? A2 ngang là nhiêu? Đó là C2 tập 1. C2 tập 1 là phải 2 không?
Chị hai chọn một, tức là em chọn một sản phẩm cho hai sản phẩm đúng không? Vậy có hai cái chọn. Dạ. Ừ. C10 chọn một không? C10 chọn một quá rồi. Tức là chập một là mình khỏi cần dùng C, mình tính là luôn, em hiểu không? Không phải là làm kiểu máy móc gì. Chỉ cái này ra như 6/1000 6/1000 mình ghi là 0706 đâu, phải quên gì đâu. Ở trên là 6, dưới là 1000 đúng không? Phải gì không? À, coi là coi tính toán vậy được chưa? Bây giờ mình sẽ tính xác suất ít bằng 1 nha. Rồi. Mình sẽ tính xác suất ít bằng 1 nè. Ít bằng 1 có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra có đúng 1 sản phẩm tốt. Không? Thì nó sẽ là xác suất của biến cố A1, A2, A3. Trong ba cái này nó sẽ có hai cái gạch đầu. Có hai cái gạch đầu đó là cái nào? Nó tới 3 trường hợp rồi, mình chia 3 trường hợp như thế này. Thì thứ nhất là hai cái thằng chị mình nhường cái không gạch đầu đó là cho cái thằng thứ nhất đi. Vậy thì thằng thứ hai, thứ ba gạch đầu này. Cái này là đầu nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ cái thằng không gạch đầu là nó nhảy tới thằng thứ hai thì thằng thứ nhất nó phải bị gạch đầu, thằng thứ ba bị gạch đầu. Đấy. Rồi mình cứ làm như thế thì mình sẽ vét hết tất cả các trường hợp. Như cái nghĩa là chỗ này có nghĩa là sản phẩm tốt là lấy ra trường hợp 1, còn hai cái hợp còn lại là lấy ra sản phẩm phế phẩm hết. Còn cái này có nghĩa là xác suất được cái sản phẩm tốt ở hợp 2, còn hai cái hợp còn lại là sản phẩm phế phẩm. Cái này là sản phẩm tốt từ hợp 3 đúng không, còn hai cái hợp còn lại lấy ra phế phẩm. Đó. Rồi mình thấy số như là A1 là sản phẩm tốt lấy ra từ hợp 1, cái này nó phải 9/10 đúng không, là 9/10 rồi. Đó là A2 ngang là lúc nãy mình tính là nó là 2/10. Ừ, chỗ này là 2/10 nè. 2/10. Rồi chỗ này là nó là 3/10. Đó. Và còn cái chỗ này thì cái xác suất này ra như nè. Cộng cho. Cái này mấy phần 10 đây? Thì bây giờ em coi cái xác suất của biến cố A1 ngang này là bao nhiêu nè? Cái này là 1/10. Rồi A2 là bao nhiêu? A2 đúng rồi, 8/10. Rồi A3 ngang là 3/10. Rồi tương tự như vậy thì ở đây mình sẽ cộng cái trường hợp thứ ba là biến cố A1 ngang là bao nhiêu? 1/10. A2 ngang là bao nhiêu? 2/10. Và A3 nữa là 7/10. Và bây giờ mình sẽ tính toán lại thôi. Bây giờ ở trên nó là bao nhiêu nè? Tính ở phía ở trên nữ thức thôi, còn dưới mẫu là nó 1000 đó này, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình tính lại nè. Ở trên nữ thức là 9 x 2 x 3 cộng cho 1 x 8 x 3 là 24 luôn. 1 x 2 x 7 là 14 luôn. Rồi tất cả này mình chia cho 1000 ha. Đấy, thì nó ra nó bán được là 0.092. Đây là xác suất của biến cố x bằng 1. Bây giờ mình sẽ tính xác suất của biến cố x bằng 2 ha. X bằng 2, bây giờ mình sẽ sửa số này lại nè, sửa này thành là 2 nè. 2 có nghĩa là mình lấy được hai sản phẩm tốt đó em. Hai sản phẩm tốt, bây giờ mình bỏ đi một cái gạch đầu. Đấy, vậy thì A3 gạch đầu, bây giờ tới A2 gạch đầu nè. A1, A3 không có gạch đầu. A2 gạch đầu không? A3 gạch đầu, A2 gạch đầu, tới A1 gạch đầu. Đấy, như thế này. Vậy thì mình thấy vô cái xác suất này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu á? 9/10 với nhiêu? Chỗ này là 8/10 đúng không? 8/10.
này vẫn là 3 phần 10. Còn chỗ này thì ra nhiêu nè, chỗ này ra nhiêu, chỗ này nó là 9 phần 10 không, 9 phần 10. A1 là 9 phần 10 nha, A2 ngang là bằng 2 phần 10, 2 phần 10, và A3 là nó bằng 7 phần 10, 7 phần 10. Rồi A1 ngang là 9 phần 10, là 9 là 1 phần 10 nè. A2 ngang, A2 là 8 phần 10. 8. Rồi bây giờ em tính cái này lên thầy con ra nhiêu. Nè, bây giờ em tính nè. 9 nhân 8 72, vì chỗ này là 72 nhân cho 3. 9 nhân 2 18, 18 nhân 7 thì là mình lấy 18 nhân 7 thôi. Rồi chỗ này là 8 x 7 là 16, cộng 56. Rồi tất cả cái này mình phải chia cho mấy? Chia cho ngàn. Thì đáp án của mình nó ra thế này: 0,398. Thấy không? 0,398. Bây giờ coi kỹ nè. 0,398. Thế thì đây là xác suất ít bằng, ít bằng 2 nha. Bây giờ mình sẽ tính xác suất ít bằng 3 nha. Xác suất ít bằng 3 có nghĩa là 3 sản phẩm lấy ra đều loại tốt hết, 3 sản phẩm lấy ra là loại tốt hết, mình sửa lại là số 3. Thì có nghĩa là sản phẩm lấy ra trường hợp thứ nhất là tốt, sản phẩm lấy ra trường hợp thứ hai tốt, sản phẩm lấy ra trường hợp thứ ba tốt. Đấy, và mình thấy số vô, thấy số vô. Cái này mình triển khai ra như thế này, còn hai thứ dưới không có triển khai. Đây là 9 nè, đây là 8 nè, cái này là 7 nè. Rồi nhân lên nha, 9 x 8 x 7 và chia cho ngàn. 9 x 8 x 7 chia cho 1000. Thì ra cho này 0,504. Rồi, như vậy đây là mình đã lập được cái bảng phân phối xác suất của số sản phẩm tốt cho 3 sản phẩm lấy ra. X bằng 0, X bằng 1, X bằng 2, X bằng 3 đúng không? Mình chép cái bảng này xuống rồi mình sửa cái bảng phân phối xác suất của X thôi. Mình thấy số vô. Sao mà đánh công thức tư ký diệt hết rồi nè. Thì mình sửa cái này là 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, bỏ viên cột đi. Rồi mình sửa số này lại là 0,006. Số này là 0,092. Rồi chỗ này là 0,938. 3,398 đi. 398. Miễn máy nè. 398. Rồi cuối cùng là 0,504. Thì với cái bài như thế này, ví dụ như người ta lại hỏi là ta sửa cái số rồi nè. Ví dụ như đây số 1, số 2, số 3, người ta không thích, ta lấy là 2, 3, 4. 2, 3, 4 bây giờ kêu lập bảng này là em lập được. Đó. Thì đặt vấn đề ra như thế để cho các em hình dung ra là những cái bài toán xác suất nó không có khó, mà quan trọng là gì? Quan trọng là mình nắm được cái căn bản của nó thì mình làm thôi. Thì nó chỉ như cái dạng thế này. Thì bây giờ đề tập mà bài kiểm tra trách nhiệm thì sẽ làm như thế, thì bây giờ thì sửa số rồi thôi nè, sửa số rồi đó. Bây giờ thì kêu hỏi là cái xác suất ít bằng 3 là nhiêu, tính ra được không, làm được không? Bây giờ chúng ta dễ làm khoảng 5 phút rồi chúng ta đi vào cái bài tập chương 3. Thì bài tập chương 2 thì thầy hỗ trợ các em tới đây thôi, còn nếu mà các em muốn xem thêm đó thì mình sẽ xem trên hệ thống cô ta ha. Rồi bây giờ tạm thời chúng ta nghỉ giải lao 6 phút đi. Với thầy là 9:44.
đến 9:50 là vô học lại. Thì thấy là các em học là chưa có được đâu nha, thầy thấy chưa có học được rồi. Cảm giác là các em học hơi bị kiểu như nó hơi bị thụ động đó. Rồi tạm thời chúng ta để làm đi.
Với ông tôi thợ nha, cái này dễ học nha. Rồi tiếp tục vào học nha em. Thì tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu một số cái bài tập của chương 3. Đây là bài tập chương 3 này. Thì bài tập chương 3 đó là tập trung vào một số luật phân phối xác suất như là phân phối chuẩn, rồi phân phối là nhị thức, phân phối có sâu, phân phối si bội nha. Không lấy mình vẽ làm cái gì chăng? Thank you.
Rồi chúng ta bắt đầu vào lớp học thôi nha. Đây là bài đọc chương 1 nè. Và đọc cái đề này. Bạn Mai Ngọc Trâm. Câu 1. Dạ. Câu 1, một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm là K. Bán ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Đặt X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A có trong các sản phẩm lấy ra. Đặt bảng phân phối xác suất của X, tính E, X, D, X. Cái này nó ra vào phân phối siêu bội đó. Phân phối siêu bội. Thì đây ta có là X là biến ngẫu nhiên của phân phối siêu bội nè. Thì ta có ít là biến ngẫu nhiên của phân phối siêu bội ha. Phân phối siêu bội thì mình ký hiệu là H, N lớn, T, N nhỏ đúng không? Và N lớn ở đây là bao nhiêu đây? N lớn bao nhiêu? Ai nói cho thầy biết đây? Dạ 10. À, N lớn là 10. T là bao nhiêu em? Dạ 8. T bằng 8. Và anh này nhỏ bằng nhiêu? Này nhỏ bằng 2. Bằng 2. Và biên giá trị của X là bằng nhiêu? Biên giá trị của X bằng nhiêu? Bây giờ mình lấy ra hai sản phẩm thì nó có khả năng là hai sản phẩm này loại A hết không? Có khả năng không? Cả hai sản phẩm đều loại A. Có thì. Vậy là hai được. Một được không? Ít bằng một được không? Ít bằng một có nghĩa là có một loại A và mấy loại B. Có một loại A được không? Và có trường hợp không loại A không? Không có loại A nào được không? Cái gì không? Thì giá trị của X nè. Và bây giờ mình sẽ tính xác suất X bằng 0 nha. X bằng 0 có nghĩa là trong hai sản phẩm lấy ra không có cái nào loại A hết. Đó, vậy thì mình lấy hai sản phẩm trong số hai sản phẩm không phải loại A nè. Thì ở đây nó có 10 sản phẩm mà 8 loại A rồi, vậy thì còn lại là hai cái không phải loại A. Và mình lấy đúng hai cái sản phẩm không phải loại A này trong tổng số là gì? 10 sản phẩm. Thì cái này em tính cho thầy ra nhiêu? Để tính bấm chừng này em. Nên tính bấm lên này ra nhiêu? Và em tính cái này nghe thầy nha. Và mình tính xác suất X bằng 1 luôn. X bằng 1 là bao nhiêu? Là mình lấy một sản phẩm là A trong số 8 sản phẩm là A đúng không? Và một cái loại không phải A trong số 2 sản phẩm không phải A. Và chia cho C 20. Rồi, cái này mình tính ra, nó mới tính ra gì này luôn. Rồi, tương tự gì thì mình tính xác suất là X bằng 3 bằng 2. Có nghĩa là mình lấy hai cái loại A trong số 8 loại A và chia cho tổng số cái lấy hai trong số 10. Thì cái này ra nhiêu? Đó, bây giờ đang bấm máy tính nè. Cái trường hợp thứ nhất là C22 là bằng 1 rồi, cho nên là bấm số 1 luôn. Ở dưới đây là 10C2. 10C2. Thì đây nó ra 1 phần 45. Rồi chỗ này là
C18 là 8 luôn em. C18 là 8 và C12 là 2, 8 x 2. Và ở đây chia cho 10 C2 là 16 phần 45, chỗ này là 16 phần 45 nè. Và cái cuối cùng là 8C2 đó. 8C2 nè. Và chia cho 10C2 là 28 phần 45. Như vậy thì mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của ít. Nó sẽ có bốn cột ha, bốn cột ba dòng. Thì mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của ít. Bảng phân phối. Ở chỗ cái dòng đầu là thường ghi là ít nè. Bằng 0, 1, 2. Chỗ này mình sẽ ghi là xác suất ít lớn bằng ít nhỏ. Thì chỗ này nó bằng 1 phần 45 ha. Rồi chỗ này nó bằng 10, 16 phần 45. Rồi chỗ này nó sẽ bằng là 28 phần 45. Đấy, vậy thì mình đã làm xong cái bảng phân phối xác suất rồi nha. Và tiếp theo là mình tính cái kỳ vọng của ít. Thì đối với cái biến ngẫu nhiên của phân phối siêu bội á, thì cái công thức kỳ vọng của nó là nó có công thức sẵn, tức là cái kỳ vọng của ít, kỳ vọng của ít nó sẽ bằng là n nhỏ nhân t chia n lớn, đúng không? Là nhỏ là bằng 2, t là 8, là 10. Đấy, thì nó ra là 1 và 1,6. 2 nhân 8 16, 16 chia 10 là 1,6, đúng không? Còn cái phương sai của ít cũng có theo công thức luôn nha. Nó bằng n lớn t chia n nhỏ. À, chia cho n lớn, n nhỏ nhân t chia n lớn không? Rồi nhân cho 1 trừ cho t chia n lớn như thế này. Rồi nhân cho n lớn trừ n nhỏ chia n lớn trừ 1. Rồi mình thế số vô. Mấy cái này mà. Rồi thế số vô nè. Cái này là 2, 8 phần 10. Rửa này là 2 phần 10. Cái này lớn trừ này nhỏ là 8 đến 8 phần 9. Rồi để tính bấm ra. 8 x 8 16, 16 x 4 là 64, 64 chia 900. 8 x 8 16 là 16 x 4, 22 là 4 không? Đây xin lỗi, 88 64 nha. 88 64 là 64 rồi nhân cho 4 nữa. Rồi chia lại cho 900. Tính gì cho nha. Rồi 64 và 225. Đúng rồi nha. 64 và 225. Rồi đấy là cái bài câu hỏi đấy, số 1. Câu hỏi số 1 là nó yêu cầu là lập bảng phân phối xác suất nè. Tính E, X, D, X luôn ha. Để ý luôn. Rồi bài này có ai hỏi gì không? Bài này có ai hỏi hay thắc mắc gì không? Rồi không có thì mình qua cái bài câu số 2. Rồi một em đọc cái câu số 2 gì này coi. Ngô Minh Đức. Dạ. Rồi, đọc cái câu số 2 đi. Một lô hàng có rất nhiều sản phẩm có tỷ lệ hàng giá là 30%. A. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 10 sản phẩm có xác suất để có nhiều như 2 sản phẩm giả. B. Người ta lấy ngẫu nhiên ra từ sản phẩm một để kiểm tra cho đến khi nào được sản phẩm giả hình lại. Số sản phẩm thật là kim trà ha. Vậy thì hai cái câu AB thì nó phân biệt với nhau. Hai câu AB thì nó phân biệt với nhau nha. Thì em lưu ý nè. Thì ở câu A đó, thì mình gọi ít là 6 sản phẩm
số sản phẩm giả. Mình gợi ít là số sản phẩm giả. Là biến ngẫu nhiên đó, thay vì có chữ biến ngẫu nhiên nữa. Chỉ số sản phẩm giả. Trong 10 sản phẩm đã xây ra 10 sản phẩm đó lấy ra. Thì ở đây có là ít thì nó sẽ có phân phối nghĩa thức của hàm số NB đúng không? N bằng mấy và B bằng mấy? N bằng mấy và B bằng mấy nha? Ai trả lời được? Đây hỏi một giờ bạn coi có nắm bài không? Thì tại nó quên cái phân phối nghĩa thức luôn rồi. Đào Ngọc Như Quỳnh, cái nào mấy bề này? Số 2 này. Dạ, rồi, vậy là chưa đáp bài. Không có gì hết, xem lại giùm thầy nha. Như Quỳnh này chưa hiểu bài nè. Đặng Tường Nguyên. Đặng Tường Nguyên. Dạ. Ở đây thầy hỏi là ít là thầy nói ít là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm giả trong 10 sản phẩm lấy ra thì ít có không có nghĩa thức với hàm số NB. Thì ở bài này N bằng mấy và B bằng mấy? Dạ thưa thầy là N bằng 1 và B bằng 2. B là một cái số từ 0 đến 1 sao bằng 2 được? Không nhớ không có nghĩa thức nữa nè. Bạn Cường Nguyên cũng được mà. Ở mộng cầm ở ngồi mộng cầm. Thì là N 10. B bằng nhiêu? B bằng 5. B bằng 30%. 30% là nhiêu? Đó là số thập phần này. 30% là 0.03 gì? 0.3. Không phải ba thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ đây tôi kêu tính xác suất có nhiều nhất hai sản phẩm giả. Nhiều nhất hai sản phẩm giả tức là xác suất ít bé bằng 2 đúng không? Xác suất ít bé bằng 2. Tức là cái này là tổng sigma của là C ít 10 đúng không? Nhân cho 0.3 mũ ít rồi nhân cho 1 trừ 0.3 tất cả 10 trừ ít và ít này nó chạy từ 0 đến 2. Cái này bấm máy được không? Người bấm máy được không? Bạn Quỳnh Thế Vĩ bấm máy được không? Bấm máy rồi cho thầy kết quả. Bấm gì đâu mà chậm quá vậy? Đây này bấm cái tổng này đúng không? Cái tổng này 10 cx nè, 10 cx rồi nhân được 0.3 mũ x nè. Đó, rồi mới nhân cho chỗ này 1 trừ 0.3 rồi mình bấm vô 0.7 đi. 0.7
mũ 10 trừ x. Trừ x rồi mình cho x nó chạy từ từ 0 đến 2. Yeah. Thế mình ra kết quả được như thế này. Bây giờ mình làm tròn luôn đi. Làm tròn 4 chữ số rồi thầy. Làm tròn 4 chữ số. Thì đây là 073828 phải không? 073828. Giờ đáp án của câu A là 0,3828. Bây giờ mình sẽ làm câu B. Rồi ở câu B là nó nói là mình lấy ngẫu nhiên ra từng sản phẩm một để kiểm tra đến khi nào gặp sản phẩm giả thì dừng. Không? Thì tìm được phân phối xác suất và tính kỳ vọng của số sản phẩm thật để kiểm tra. Không? Ở đây thì cái biến ngẫu nhiên này nó hơi phức tạp, chứ quay đây gọi là biến ngẫu nhiên phân phối hình học. Nhưng mà mình lập luận được. Không? Thì mình ở chỗ câu B đó mình gọi y. Ủa sao tự nhiên nó xóa không, tự động nó xóa lại rồi kì. Gì không chờ. Bị nuốt chữ. Cô B nè. Mà tiêu nữa. Bị cái gì? Nhảy chữ lên đây. Mình gọi B, gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm thật đã kiểm tra. Thì mình giá trị của Y này đó nó sẽ bằng bao nhiêu, không? Ví dụ như ngay từ đầu ở đây là em đọc cái kỹ cái đề, em thấy là người ta lấy ngẫu nhiên ra từng sản phẩm một để kiểm tra cho đến khi nào gặp sản phẩm giả thì dừng, đúng không? Gặp thẳng sản phẩm giả thì dừng. Thì nếu như ngay từ đầu mà em lấy ra một sản phẩm và em thấy nó là sản phẩm giả thì em dừng lại, không? Thì có nghĩa là em không có lấy được cái sản phẩm thật nữa, vậy thì số sản phẩm thật nó bằng không. Không, số sản phẩm thật đã kiểm tra là bằng không, được chưa? Đó. Rồi, tương tự như vậy thì bây giờ đó là nếu như lần thứ nhất em lấy ra là sản phẩm thật, rồi tới lần thứ hai em lấy được sản phẩm giả thì em dừng ở lần thứ hai. Dừng ở lần thứ hai thì số sản phẩm thật mới kiểm tra với em là nó là một. Rồi, tương tự như vậy nó 2, 3, 4 dừng dần nha. Đây là miền giá trị nó vô hạn đi được nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là cái xác suất ít bằng không là bao nhiêu. Ý bằng không là ngay từ đầu mình đã gặp cái sản phẩm giả rồi, xác suất là 0,3. Rồi xác suất ít bằng 1 là bao nhiêu? Ít bằng 1 có nghĩa là lần đầu mình kiểm tra được sản phẩm thật là 0,7, và lần thứ hai là kiểm tra được cái sản phẩm giả là 0,3 thì mới ra 0,21. Và ít bằng 2 thì sao? Xác suất ít bằng 2. Ít bằng 2 thì nó sẽ bằng là gì? 0,7. Lần đầu là sản phẩm thật. Lần thứ hai cũng là sản phẩm thật. Đúng không? Tức là lần thứ ba là sản phẩm giả. Thì cái này là 0,49 nhân 0,3 là như. Thì mình cứ để 0,3 nhân cho 0,7 bình phương. Đúng không? Như vậy thì
xác suất x bằng k, x bằng k thì nó sẽ là 0,7 mũ k nhân cho 0,3. Đấy, như vậy thì đây là cái phân phối xác suất của x nó như thế này. Và yêu cầu là tính kỳ vọng của số sản phẩm thật để kiểm tra. Như vậy thì cái phân phối xác suất của x nó, cái này xin lỗi y, chứ cái này là mình biến của mình là biến y cơ. Thầy nhầm. Thì cứ biến ngẫu nhiên rồi cứ ghi x thì biến thói quen. Này là x, này là y. Mình đang gọi y mà, vậy thì cái chỗ này là y nè, y bằng 0 nè, y bằng 1 nè, y bằng 2 nè, y bằng k. Không, như vậy thì xác suất y bằng k. Vậy phân phối xác suất của x là, hay xin lỗi, phân phối xác suất của y là, là xác suất y bằng k, nó sẽ bằng 0,3 nhân cho 0,7 mũ k, với k chạy từ 0, 1, 2, chấm 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 chấm. Đây là phân phối xác suất. Bây giờ mình sẽ tính cái kỳ vọng đúng không? Kỳ vọng của y. Bây giờ mình tính kỳ vọng của y. Kỳ vọng của y tức là mình có là EI. EI nó đến theo công thức này. Thì nó sẽ bằng là tổng của các cái y mà nhân cho xác suất. Cái này là k. Mình sửa chỗ này thành chữ k. Thì tổng của x bằng k đúng không? X bằng k và nhân cho xác suất. X bằng k, cái này y bằng k chứ, k nhân y bằng k này. Và k này nó chạy từ 0 đến vô cùng. Nếu không thì khỏi tính rồi đúng không? Vậy thì cái này nó, nếu mà k bằng 0 thì thế giới bằng 0 rồi. Vậy thì chỗ này nó còn là xác suất k nhân cho là 0,3 0,7 mũ k. 0,7 mũ k và k chạy từ 1 đến vô cùng. Như thế này. Rồi cái công thức này thì nó mình tính theo kiểu tính tổng chuỗi đó. Tổng chuỗi thì này mình sẽ đem 0,3 ra ngoài là lưỡng chung nè, thì trong đây nó còn là đem thêm 0,7 luôn đi, 0,3 với 0,7 ngoài, thì lúc này nó sẽ còn là tổng của cái k chạy bằng 1 đến vô cùng, 0,7 mũ k trừ 1, k nhân 0,7 mũ k trừ 1. Ở cái này nó giống như chỗ này là 0,21 mà. Chỗ này thì mình coi như là cái đạo hàm của tổng của cái đạo hàm của là 0,7 mũ k. Đạo hàm cho k chạy từ 1 đến vô cùng. Rồi đạo hàm của tổng của đạo hàm áp dụng công thức đó luôn. Thì lúc này nó sẽ ra là cái gì? Cái này 0,21 nè. 0,21 nè. Nhân cho cái tổng này. Thì để tính cái tổng này thì cái em xem là cái công thức này nè. Mình chú ý nè. Mình xem cái công thức này ha. Thì mình có cái công thức là một cộng q cộng cho q mũ 2 cộng cho cái chấm cộng cho q mũ n thì nó sẽ bằng là 1 trừ q mũ n cộng 1 chia cho 1 trừ q như thế này. Thì cái này áp dụng cho q bằng áp dụng cho q nó bằng 0,7, áp dụng cho q bằng 0,7 và n là k đúng không? N k dụng vô thì khi mà mình cho n tới vô cùng, cho n tới vô cùng và q bằng 0,7 thì mình sẽ được là 1 cộng cho 0,7 cộng cho 0,7 mũ 2 cộng 0,7
mũ n thì nó sẽ bằng khi mà cho n tiến vô cùng thì chỗ này nó còn một, một chia cho không phải 0.7, 1 trừ 0.7 là 0.3. Cái số này nó là 0.3. Thấy không? Vậy thì nếu mà mình đảo hàm lên thì nó ra chưa? Ví dụ như chỗ này là mình còn cái biểu thức của mình nó là như thế này, 1 trừ ít, cái này mình cho cái 0.7 là ít luôn. Thì công thức của mình nè, 1 cộng ít cộng ít mũ 2 cộng chấm 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 cộng cho ít mũ n cộng nữa thì nó bằng 1 chia cho 1 trừ ít, đúng không? Như thế này. Bây giờ mình đạo hàm hai vế theo biến ít. Cái này nó hơi khó một chút nè, đạo hàm hai vế theo ít theo ít thì chỗ này nó còn là 1, đúng không? 1 cộng cho là 2 cho ít. Cái này nó hơi phức tạp, 2 ít mũ 1 chấm chấm cộng cho cái gì, này là n nhân cho ít mũ n trừ 1. Thì cái này đạo hàm theo biến ít thì nó sẽ ra là bằng 1 chia cho 1 trừ ít tôi cả bình, đúng không? Thế này thì thực chất ở bên đây nó sẽ là cái tổng chủ như thế này, tổng chủ như thế này. Cái này là k nhân cho là ít mũ k, cái này là ít mũ k trừ 1, k là ít mũ k trừ 1 đó. Và k nó chạy từ 1 đến vô cùng thì lúc này nó sẽ bằng cái số này, 1 trừ ít mũ 2. Rồi mình áp dụng cho nguyên thức này cho k cho ít bằng 0.7, không cho ít bằng 0.7, áp dụng cho ít bằng 0.7 thì cái tổng này nó sẽ là tổng k chạy từ 1 đến vô cùng, k đang cho 0.7 mũ k trừ 1 thì nó sẽ bằng 1 chia cho 1 trừ 0.7 bình phương, tức là bằng 1 trừ cho 0.3 bình phương. Vậy thì mình áp dụng lên đây chỗ này nè. Chỗ này thay vì lúc nãy mình lấy cái này k mũ trừ 1, không k mũ trừ 1 thì bắt đầu về tại chỗ này, chỗ này nó sẽ là ra 0.21 nè, 0.21 nè. Nhân cái tổng này lúc nãy mình tính là nó sẽ bằng 1 chia cho 1 thì chia cho 0.3 bình phương, đúng không? 1 chia cho 0.3 bình phương. Tức là nguyên cái tổng này mình sẽ tính nguyên cái tổng chuỗi này nè, mình tính là bằng 1 và 0.3 bình phương. Đấy. Như vậy thì cái này nó còn là 0.7 chia 0.3, đúng không? Cái gì 0.3? Tức là 7/3. Tức là cái kỳ vọng của y này nó là 7/3 đấy. Đấy, các bạn. Cái câu này nó hơi khó, nó vận dụng toán cao cấp ở trong đây. Nhưng mà trong bài làm thì mà bệnh là cái tổng này thì em ghi thành là 1/0.3 bình phương được. Như vậy thì cứ em kiểm tra như thế này thì cứ trung bình đó là mình sẽ có 7/3 khoảng 2 mấy sản phẩm thật. Rồi đó là cái bài câu số 2. Câu số 2 thì nó có cái chỗ câu A là không có gì thức thì nó dễ, đúng không? Còn ở dưới này, cái này nó gọi là phân phối hình học, đó. Phối hình học. Cái này nó vận dụng cái công thức tính này nè, công thức tính này. Bây giờ nếu mà mình cho chỗ này mình cho cái Q này là bằng cái chữ X á thì nó giống như cái nha. Và cho tiến đến vô cùng thì nó sẽ ra cái biểu thức này đó. Và khi mà mình đạo hàm hai vế thì ở bên phía trái thì nó sẽ có cái tổng giống như chỗ này đó. Tức là nếu mà đạo hàm hai vế mình cộng lại thì cái này nó sẽ ra là k nhân ít mũ k trừ 1
lấy tổng tới vô cùng luôn thì nó sẽ bằng 1 chia cho 1 trừ x tất cả bình. Đó, mình 2 x bằng 0.7 vô là nó sẽ ra được cái tổng này. Rồi thì nói sơ lược như thế để mình sẽ nghiên cứu thêm. Đó, thì cái câu đó nó khó cho các em nhớ và kỹ lần này. Bây giờ mình sẽ xem cái câu số 3. Câu số 3. Một bạn đọc cho thầy cái đề câu số 3. Quỳnh Gia Khiêm. Câu 3, một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số tiền mua xe. Mỗi chiếc xe bị trả lại như thế làm thiệt hại cho đại lý 250.000 đồng. Có 50 xe được bán ra, xét bất kể một xe bị trả lại là 0.1. A, tiền kỳ vọng có không sai của số xe bị trả, chính xác suất để có nhường rớt hai xe bị trả lại. B, tiền kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Dạ, yeah, cảm ơn. Bây giờ cái câu 3 này đó là mình giải theo kiểu phân phối dị thức nè. Một xe, một khách hàng mua xe tại đại lý. Một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả lại xe trong vòng 3 ngày sau khi mua xe và lấy lại số người tiền nguyên số tiền mua xe. Thì mỗi chiếc xe như vậy trả lại như vậy thì thiệt hại cho đại lý 250.000 đồng. Thì có 50 xe gì được bán ra thì xác suất một xe trả lại là 0.1. Ở đây nó kêu là tiền kỳ vọng ha, cái chỗ này là kỳ vọng nè. Và phương sai của số xe bị trả và tính xác suất có nhiều nhất hai xe bị trả lại. Thì bây giờ cái câu A đó là mình gọi ít là biến ngẫu nhiên. Là biến ngẫu nhiên nha, biến ngẫu nhiên. Số xe bị trả lại trong 50 xe được bán ra. Bị trả lại trong 50 xe được bán ra. Thì bây giờ ít này nó sẽ có phân phối dị thức nè, có thông số là nào b. Rồi bây giờ gì thì chỗ này nào bằng mấy và b bằng mấy, em xác định nhìn thầy coi. Và bị 100. Dạ, có nào bằng mấy b? Nào bằng 50 b rồi. B bằng bao nhiêu? B bằng không. B bằng mấy? 0.1. B bằng 0.1. Bây giờ yêu cầu tính kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả. Kỳ vọng là như kỳ vọng của ý. Kỳ vọng của x là mình ghi là e x không? E x bằng n nhân b. 50 nhân 0.1 là bằng 5. Có nghĩa là trung bình nếu mà bán 5 xe thì trung bình nó sẽ có 5 xe bị trả lại. Rồi phương sai. Phương sai của x. Công thức là cái gì em? Nhớ không? N là nhân cho b bằng 1 trừ cho b. N nhân b nhân cho 1 trừ b có không? Phải gì không? Dạ không. Thì sao nữa? Là bằng 50 nhân cho 0.1 nhân cho 0.9. Nhân cho 0.1 và nhân cho 0.9. 11 trừ b là 0.9 thôi. Phải không? Vậy ra nhiêu? Bằng 4.5. Đúng với 5. Đơn vị của cái này là biết là gì không? Đơn vị của phương sai là gì không? Xe mũ 2. Đơn vị của nó là xe mũ 2. Xe bình phương. Nếu đơn vị của phương sai là bằng bình phương đơn vị của x nha. Giá gì thì còn đơn vị của x là nó trùng với đơn vị của kỳ vọng nó bằng trùng với đơn vị của x. Nhưng mà mình ở đây mình còn khỏi ghi cái đơn vị nó ra cho nó rối ha. Đấy, ghi thế này.
cái kỳ vọng thì mình có thể ghi đơn vị nữa nha. Rồi bây giờ yêu cầu tiếp theo là tính kỳ vọng và phương sai, xong rồi tính gì nữa, xác suất nhiều nhất hai xe bị trả lại, tức là mình sẽ tính xác suất ít bé hơn bằng hai, đúng không? Nhiều nhất hai xe bị trả lại có nghĩa là cái số xe bị trả lại nó nhiều nhất là hai, vậy thì phải từ hai trở xuống, đúng không? Thì nó sẽ bằng tổng của gì đây, xác suất ít bằng k với k bé bằng hai, k từ 0 đến 2 này. CK 50 rồi nhân cho 0,1 mũ K, 9 mũ 50 trừ K. Cái này bấm máy ra tính kết quả là cho thầy. Em tính kết quả cho thầy luôn trăm rồi. Biết bấm không? Không phải 1117. Rồi được rồi. Đó là xong câu A rồi đấy ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang câu B, tức là nó kêu tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà đại lý gặp được khi bị trả lời xe, đúng không? Máy nóng quá rồi. Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn cho tổng thiệt hại mà đại lý phải chịu do việc trả lời xe. Câu B thì mình sẽ gọi Y là biến ngẫu nhiên. Gọi Y là biến ngẫu nhiên. Y là biến ngẫu nhiên. Chỉ cái thiệt hại của đại lý. Do việc trả lại xe. Thì ta có Y nó sẽ bằng 250 nhân cho X. Thì cứ mỗi chiếc xe trả lại nó thiệt hại cho đại lý 250.000 đồng. Nhưng mà ít xe trả lại thì nó sẽ thiệt hại là 250 nhân ít, đúng không? Vậy thì là thiệt hại trung bình, hay là kỳ vọng của Y nó sẽ là gì? Kỳ vọng của Y, kỳ vọng của Y thì nó sẽ là mình ghi lại EI, EI nó sẽ bằng 250 nhân EI, không? Mà EI lúc nãy của mình đã tính trên đây bằng 5, đúng không? 5 nhân 250 là bao nhiêu? 5 nhân 250 bằng nhiêu? 1.250.000, không? Đơn vị là gì? Đơn vị cái này là ngàn đồng. Đơn vị là 1.000, nó ra là 1.250.000 đồng. Ngàn của ngàn là 1.000.000 đó. Vậy thì trung bình đó là nếu mà bán ra 50 chiếc xe thì đại lý nó bị thiệt hại là 1.250.000 đồng. Còn cái phương sai hay cái độ lệch chuẩn của cái thiệt hại của Y đó, thì mình sẽ ghi là sigma Y, sigma Y thì nó bằng trị tuyệt đối của 250 nhân cho sigma X, đúng không? Sigma X. Đấy. Thì chỉ đó có 250 là A, 250 là sigma x thì bằng căn bậc 2 của dx. Và dx mình tính như trên đây rồi, đúng không? Đấy, thì nó bằng 250 nhân cho 4,5, căn bậc 2 của 4,5. Nhân căn bậc 2 của 4,5. Đấy, thì nó ra là 530,33. Đơn vị là ngàn đồng. Đấy, thì ở đây là cái bài số số 3 thầy đã hướng dẫn xong. Các em xem lại giùm thầy nhé, coi có thắc mắc gì trao đổi thêm. Còn cái bài giải này nó không có thu vào một cái trang giấy được, chiếu nhỏ rồi.
Rồi là cái bài số 3 anh em. Bây giờ mình sang cái câu số 4 nè. Một bạn đọc cái câu số 4 giùm thầy nha. Quỳnh Thanh Nhã. Có thầy. Ừ, đọc đi. Một thí sinh tên M tham gia một kỳ thi môn xác suất thống kê. M phải là một đề thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu, mỗi câu 10 phương án khác nhau. 4 phương án à? Chỉ có 4 phương án à? Mỗi câu có 4 phương án trả lời khác nhau. Mỗi câu có 4 phương án trả lời khác nhau, trong đó có một phương án đúng mà sẽ được chấm đậu nếu trả lời ít nhất là 6 câu. A giả sử mà không học bài mà chỉ chọn ngẫu nhiên phương án của cả 10 câu tính xác suất M đậu. B giả sử M chắc chắn trả lời đúng 2 câu, còn các câu khác M chọn ngẫu nhiên một trong 4 phương án mỗi câu tính xác suất để M khi gớt. Rồi thầy cảm ơn. Thì cái câu này nó vẫn là phân phối nhận thức đó. Phân phối nhận thức. Thì ở đây mình câu A đó là mình gọi x là biến ngẫu nhiên. Chỉ số câu trả lời đúng của thí sinh. Của thí sinh của M. Thì x này nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số NB. Và N bằng mấy? Ở đây N bằng mấy nha? N bằng bao nhiêu? NB bằng bao nhiêu? Đang trả lời được. Lê Phạm Tuấn Khanh. Dạ thưa thầy. B là bao nhiêu? Dạ. Bây giờ có 4 phương án mà em chọn một, nó có một phương án đúng thôi. Vậy thì xác suất chọn đúng coi là bao nhiêu? Dạ là 1/4. 1/4 tức là mình ghi 0.25 được không? Đó, vậy thì cái B của mình là 0.25 và N 10. Vậy thì ở đây là câu A là xác suất M thi đậu. Mình tính là xác suất M thi đậu nè. Xác suất M thi đậu tức là xác suất x bằng mấy? X từ mấy trở lên em? Dạ là đâu, ít nhất 6 câu nó mới thi đậu. Không? Ít nhất 6 câu hay đậu tức là xác suất ít lớn bằng sao? Nghe chưa? Lớn bằng sao? À, thì ở đây mình sẽ ghi cái tổng này là CK10 nè, nhân cho 0.25 mũ K, rồi nhân cho 0.75 mũ 10 trừ K, và K này nó chạy từ 6 đến 10. Đúng chưa? K chạy từ 6 đến 10. Rồi chúng ta bấm máy tính ra coi kết quả này ra nhiêu. Bấm máy tính ra giùm thầy coi kết quả này ra nhiêu. Bấm được không em? Nè bây giờ tính tổng nè, bấm shift vô đây nè, được chưa? Cái này là công thức phân phối nhị thức là xác suất x bằng k này em. Xác suất x bằng k thì nó sẽ bằng 10 ck đúng không? 10 ck ở trong máy mình bấm 10 cx rồi nhân cho không b mũ k ở đây mình bấm b mũ x nè, rồi nhân cho 1 trừ b. B là 0.25, vậy thì 1 trừ B là 0.75 đúng không? Mũ 10 trừ X. 10 trừ X.
Và ở đây mình cho ít nó chạy từ 6 đến 10 ha, từ 6 đến 10. Đấy thì nó ra là 0,0197 ha. 0,0197. Đấy, thì cái xác suất thi đậu là rất là thấp. Thấy không? Giống như mà 10 câu hỏi của thầy cho trách nhiệm cho em đó, nếu mà em không học gì hết, mà em chọn đi để đúng lên từ 6 câu trở lên. Thấy không? Là nó như thế này đây, xác suất nó còn như chưa tới 2, chưa tới 2% đúng không? Chưa tới 2%. Đây là câu A nha, câu B. Câu B thì ở đây em thấy là M này đó là nó chắc đúng 2 câu rồi. Như vậy thì nếu như cần làm 4 câu nữa thôi là nó thi đậu đúng không? Đấy, như vậy thì nếu mà nó làm ít hơn 4 câu, trong 8 câu còn lại nó làm ít hơn 4 câu thì nó sẽ rớt. Ít hơn 4 câu. Câu B mình gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng. Số câu trả lời đúng trong 8 câu còn lại. Trong 8 câu còn lại. Vậy thì ở đây Y là nó cũng là phân phối nhị thức luôn em. NB là lúc này N bằng mấy và B bằng mấy, ai trả lời được? B bằng mấy? Hoàng Bức, Nguyễn Hoàng Bức trả lời cái này, câu hỏi này coi. Hoàng Bức rồi. Dạ. N bằng mấy em? Còn 2, còn 8 nè. N bằng 8, B bằng mấy? 2, 4, 0, 2, 5. Vậy thì xác suất M thi giới. M thi giới. M thi giới là Y, xác suất Y, Y, Y bằng mấy? Tức là số câu trả lời nó bằng mấy thì nó thi rớt rồi. Nhưng mà nó đúng 4 câu trong 8 câu còn lại, đúng thêm 4 câu nữa thì thi đậu đúng không? Đúng không? Phải Y nhỏ 4 không? Số câu trả lời còn lại là nó nhỏ hơn 4 đúng không? Nhỏ hơn 4. Nhỏ hơn 4 thì nó sẽ bằng 3 chảy xuống luôn. Cho nên ở đây mình sẽ ghi là xác suất y bằng k với k từ 3 chảy xuống, tức là từ 0 đến 3. Tức là số câu trả lời đúng của nó là từ 0 đến 3 thì nó sẽ bị rớt. 0 câu số 3, thấy không? Thì cái này nó sẽ là gì? Tổng nè CK8 nhân cho 0,25 mũ K nhân cho 0,75 mũ 8 trừ K, đúng không? Mà K này chạy từ 0 đến mấy? Đến 3. Rồi em bấm máy tính ra giùm thầy coi kết quả này ra nhiêu. Bây giờ mình nhớ cái bấm chưa? Mình bấm vô tổng này nè. Vô tổng này nè. 8 CX nè nhân cho 0,25 mũ X 0,75 mũ 8 chữ X. 8 chữ X. Rồi cho X nó chạy từ 0 đến 3. 0 đến 3. Đáp án của mình là bằng 0,8862. Mặc dù em này đã trả lời đúng 2 câu rồi, trả lời chắc đúng 2 câu rồi, nhưng mà xác suất thi rớt nó vẫn rất là cao.
không là 0,8862, đúng chưa? 0,8862. Cho nên là mặc dù trả lời chắc đúng hai câu rồi nhưng mà vẫn khả năng rớt rất là cao. Chưa? Để em thấy là cái vận dụng của phân phối nhị thức vô đây chưa? Vận dụng phân phối nhị thức vô. Rồi các em xem lại cái câu này coi mình có thắc mắc gì mình trao đổi tiếp ha. Rồi chuẩn bị cho thầy là cái câu số 5. Rồi được ha, cái bài số 4 không có ai thắc mắc gì nữa không? Các bạn thắc mắc thì mình sang câu số 5. Câu số 5 mời bạn đọc đề giùm thầy nha. Nguyễn Kim Hương. Nhà máy giảm mất tuyển dụng người biết rành về một loại sợi. Nhà máy sản xuất người dự tuyển 7 lần, mỗi lần nhà máy ra 4 sợi giống nhau. Trong đó chỉ có một sợi thật và yêu cầu người này chọn ra sợi thật. Nếu đúng ít nhất 6 lần thì tuyển dụng. Một người đến tuyển dụng nói, chỉ cần nhìn qua sẽ phân biệt được sợi thật hay sợi giả với xác suất là 100%. A. Nếu người này nói đúng khả năng của mình thì xác suất được tuyển dụng là bao nhiêu? B. Tính xác suất để được tuyển dụng trong trường hợp hoặc ra người này không biết gì mà sợ cả. Bây giờ ăn cái gì cũng được em. Rồi bây giờ em xem cái câu này lại giùm thầy ha. Đây, bây giờ là giải mình làm như thế này. Thì đây nó có hai câu A, B nha. Câu A nè. Rồi mình sẽ gọi ít là cái biến ngẫu nhiên chỉ cái số lần chọn được sợ đúng của người tuyển dụng. Chỉ số lần chọn được sợ đúng của người dự tuyển, đúng chưa? Của người dự tuyển. Thì bây giờ đó giờ chúng ta có miền giá trị của x nó sẽ là bao nhiêu? Miền giá trị của x. À, xin lỗi, x nó có phân phối nhị thức chứ? X phân phối nhị thức NB. Ở đây là n là bao nhiêu, mình xác định n là bao nhiêu và b là bao nhiêu. Nhìn thầy nha, Kim Hương nói cho thầy nha. Kim Hương nói thầy nha, chỗ này n là bao nhiêu? Thầy là n bằng 7. N bằng 7, còn b là như thế. Dạ hai là b bằng 0.8. B bằng 0.8. Rồi vậy thì đối với trường hợp này mình tính xác suất người này được tuyển dụng. Người dự tuyển được tuyển dụng đúng là xác suất ít tới nhận giá trị từ 6 trở lên đúng không? Tức nhận giá trị từ 6 trở lên.
thì nó có hai trường hợp thôi, tức là x bằng bằng 6 cộng vô xác suất x bằng 7 thì mình ở đây mình có thể sử dụng cái chức năng tính tổng của máy tính này, nhưng mà có hai cái phần tử thôi, cho nên là mình tính tổng từng cái cũng được. Mình nếu mình muốn tính tổng theo kiểu này cũng được, phải không? Như ý đây là n của mình bằng 7 nè, 7 c x thì nhân cho 0,8 mũ x rồi nhân cho 0,2 mũ 7 trừ x, đúng không? 7 trừ x. Và ở đây mình cho x nó chạy từ 6 đến 7. Thì 6 đến 7 như thế này. Thì nó ra được là 0,5767. Đúng không? 0,5767. Thế là xác suất người được tuyển dụng trong trường hợp là anh này nói đúng cái khả năng, đúng không? Nói đúng cái khả năng của mình. Đúng không? Còn cái trường hợp B á. Trường hợp B thì trường hợp B nếu mà mình gọi y là biến ngẫu nhiên chỉ số lần chọn đúng, lần chọn đúng sẽ thật của người dự tuyển. Thì rõ ràng ở đây y nó cũng có phân phối dị thức, phân phối dị thức tham số là b, nhưng mà n này là cũng bằng 7 đúng không, nhưng mà b đây nó có 0,25 mà. Đấy, tại vì ở đây đó anh này không biết gì về sợ cả, cho nên nó là đem cho bốn sợ giống nhau thì anh ta cứ chọn ngẫu nhiên một sợ, anh nói là đây là sợ thật, vì cái xác suất mà anh ta chọn đúng được sợ thật là 0,25, không tại bốn sợ mà mình chọn ngẫu nhiên một sợ, đúng không? Bốn sợ mà chọn ngẫu nhiên một sợ thì xác suất nó bằng 0,25. Như vậy xác suất cái này là tính xác suất để được tuyển dụng, không thì xác suất được tuyển dụng xác suất người dự tuyển được tuyển dụng thì tuyển dụng cũng giống như trên, tức là mình sẽ tính xác suất y lớn bằng 6, đúng không? Y lớn bằng 6 thì nó sẽ bằng là c, có dấu tổng này là c k 7 nhân cho 0,25 mũ k rồi nhân cho 0,75 mũ 7 trừ k rồi cho k nó chạy từ 6 đến 7. Thì cô cũng tính như thế này, nhưng mà chỗ này là mình sẽ thay 0,8 này thành 0,25 và 0,2 này thành là 0,75. Đây 1 trừ 0,8 mà 0,75 được chưa? Đây, và mình bấm kết quả ra thì nó ra đây này, phải không em? Em bấm kiểm tra lại giùm thầy coi. 7 trừ x đó để ra là 0,0013. Rồi em xem lại cho thầy coi đúng không. Đó, thì cái bài số 5 là mình làm như thế. Theo kịp không các em? Theo kịp không? Nguyễn Minh Anh. Dạ em nghe. Theo kịp không? Hiểu bài không? Dạ em cũng hơi lang lang chút thầy ơi. Hơi lang là sao? Dạ là kiểu như cũng hiểu mà kiểu cũng quên đó thầy. Rồi cái này đó là thầy sửa cái đề lại nè. Thì nó bây giờ không phải dự tuyển thử thách không phải là 7 lần nữa mà thử thách 8 lần. Thấy không? Nó cũng ra câu hỏi giống như này nhưng mà sửa này thành là số 8. Thấy không? Và nếu chọn ít nhất là 6 lần thì được tuyển dụng.
Thì em làm ra được cái đáp án như thế nào? Được đáp án. Dạ, hai số rồi. 8 phải không? Sửa là số 7 thành số 8. Dạ đúng. Ừ. Nhưng mà nếu mà thay số 7 thành số 8 thì chỗ này là em phải cộng thêm là cái xác suất x bằng 8 nữa. Đúng không? Chỗ này nè. Mình phải cộng thêm cái xác suất x bằng 8 nữa. Con thử thách 8 lần mà. Mà để chọn đúng từ 6 lần trở lên là đúng 6 lần hoặc là đúng 7 lần hoặc đúng 8 lần luôn. Nhiều điều tuyển dụng ha. Cho nên là chỗ này là nếu mà mình dùng cái chức năng tính tổng của máy tính này thì mình sửa này thành số 8 rồi. Chỗ nào có số 7 sửa thành số 8. Thấy không? Ví dụ như chỗ này. Thử hết 8 lần phải không? Sửa thành số 8. Cái này là 8 chữ x. Đó là từ 6 đến 8. Thì nó ra được cái kết quả này. Ở câu B là 0.0042. Nếu mà thử thách 8 lần thì có nhiều khả năng được người tuyển dụng được chuyển tuyển là được tuyển hơn, người dự tuyển được tuyển dụng hơn. Nó ra 0.0042 à. Thấy không? Còn nếu mà mình trường hợp mà anh này em nói đúng sự thật á thì ở đây là 0.8 này là 0.2 nè. À, thì lúc này cái đáp án là nó ra là 79.619%. Nó lớn hơn cái này. Tức là nếu mà anh ta sẽ cho người tuyển dụng đó, người ta sẽ cho thử thách thêm lần nữa. Tức là 8 lần. Yêu cầu là chọn đúng 6 lần trở lên thì được tuyển dụng. Có nhiều khả năng được tuyển dụng mà. Thì bây giờ đó là mình coi cái đề này đó, thường đó là mình sẽ đầu tiên đó, nó có lời giải rồi đó, em xem em bây giờ em sửa số là em tính có được không, sửa số là hoặc là thay vì cái sửa cái số 7 này bây giờ thì sửa thành cái số phần trăm này thành 70%, thấy không, 70%. Cái số 80% này nó giống như cái điểm học lực của em ở trong trường đó, thấy không, cái điểm học lực của em trong trường là em loại giỏi là 8 điểm, tức là 80%. Chọn được cái nhìn qua là biết phân biệt sự thật sự giả 80%, cái này cái cách mà em phân biệt được với xác suất 80%, hay là có thể nói là em đã có học lực giỏi đó, nhưng mà cái khả năng được tuyển dụng của em nó chỉ còn có 5-7% thôi. Cho nên là thực tế trong trường đó, em học giỏi thì em sẽ có nhiều khả năng được tuyển dụng hơn, nhưng mà cái xác suất tuyển dụng nó vẫn thấp hơn cái xác suất em đã thực tập ở trong trường. Thầy nói như thế để em hiểu cái vấn đề giữa cái trong cái nhà trường học giỏi ở trong nhà trường và đi ra ngoài xã hội là nó khác nhau. Không phải là cứ giỏi là xin được việc làm đâu, cứ giỏi xin được việc làm nó còn có nhiều thử thách khác nữa do nhà tuyển dụng người ta đặt ra cho mình. Rồi cái câu số 6 nè. Câu số 6. Một bạn đọc cho này cái câu số 6 nè. Chúng ta ráng học thêm với thầy học thêm câu nữa đi, rồi thời gian còn lại đó là mình sẽ thầy sẽ cho các em học offline. Học không phải học offline mà học online nhưng mà không đồng bộ, có nghĩa là lời giải rồi thì chuyển thành cái video trên mạng rồi, phải không? Em cứ thích thì em xem, còn đứa nào thích thì học, không thích thì thôi, và kết quả thì tùy theo mình tự quyết định, thấy không? Nguyễn Thị Thảo Trinh nè, đọc cho thầy cái đề cái bài số 6. Dạ, tỷ lệ xuất khẩu của A là B bằng 0.1, của B là PB bằng 0.08 và OC là Flanchard bằng 0.15. Giả sử mỗi lô có rất nhiều chai thuốc A, lấy ba chai ở lô A, tìm luật phân phối xác suất của số chai hỏng có trong ba chai, tính xác suất để có hai chai hỏng có ít nhất một chai hỏng. B tìm một
cửa hàng nhận về 500 chai ở lô A, 300 chai ở lô B và 200 chai ở lô C, rồi để lẫn lộn. Một người đến mua một chai về dùng, tính xác suất đã được chai tốt. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây đó là ở câu A với câu B là cái đề nó khác nhau ha. Câu A thì nó chỉ nói về cái lô A thôi. Cho nên ở đây là em gọi ít là số chai hỏng trong 3 chai ở lô A. Thấy không? Gọi ít là biến ngẫu nhiên. À, chỉ số chai hỏng. Trong 3 chai ở lô A. Trong ba chai lấy ra từ lô A đó, trong ba là chai lấy ra từ lô A này, lấy ra đi à, từ lô A chứ bỏ chữ ở như này, máy nóng quá em, máy nóng quá nó cứ như thế này hoài. Cái này chắc là phải thầy phải xóa bớt, tắt bớt mấy cái file này đi. À. Thì bây giờ ở đây là mình có ít này là nó có phân phối nhị thức nè, với tham số NB. Ở đây là lưu ý N của mình là 3, tại vì cái lô A này mình lấy có 3 chai thôi, đúng không? Đấy, và B là bằng bao nhiêu? B là bằng 0.1. Thì B nó về BA tính là về chai hỏng đó. Thì bây giờ phân phối xác suất. Phân phối xác suất là mình có thể ghi cái công thức phân phối này ra được rồi. Tức là x bằng K, nó sẽ bằng là CK3 này. CK3 nhân cho 0.1 mũ K nhân cho 0.9 mũ 3 trừ K. Ở đây là K chạy từ 0, 1, 2, 3, đúng không? Để phân phối nhị thức, từ cái công thức của phân phối nhị thức rồi em ghi lại thôi. Đó. Bây giờ là câu A này yêu cầu tính thêm hai cái xác suất nữa. Là em có cái xác suất có hai chai hỏng. Xác suất có hai chai hỏng, tức là mình sẽ tính xác suất x bằng 2. Rồi mình thế công thức ra đây, tức là nó là C23 nè, rồi nhân cho 0.1 mũ 2 0.9 mũ 3 trừ 2, tức là 0.9 mũ 1, đúng không? Rồi cái này mình bấm máy tính ra. Em có thể bấm nguyên cái công thức này luôn, hoặc là này, 3 nè, 3 C2 nè. Mũ 2 rồi nhân cho 0.9 mũ 1, mình bấm 0.9 thôi. Thì nó ra là 0.027. 0.027. Đó. Vậy này nó nói là xác suất có ít nhất một chai hỏng. Xác suất có ít nhất một chai hỏng. Xác suất có ít nhất một chai hỏng, tức là xác suất cái số chai hỏng nó từ từ một trở lên, đúng không? Từ một trở lên tức là xác suất ít lớn bằng một. Mình có thể sử dụng công thức biến cố đối, tức là nó bằng một trừ cho xác suất ít bằng không. Không, tức là không có chai nào hỏng nè, xác suất không có chai nào hỏng. Mà không có chai nào hỏng tức là ít bằng không, chỗ này mình thay vô C0 của 3 là nó bằng một rồi đấy. À,
không phải một mũ không là bằng một luôn nè, không phải một mũ không là bằng một luôn, vậy là 0,9 mũ 3 trừ 0 là bằng 0,9 mũ 3. Đấy. Mình lấy 1 trừ ra. Không có chai nào hỏng không? Có ít nhất một chai hỏng thôi. Nhất một chai hỏng. Là cái này là không có chai nào hỏng nè. 1 trừ cho 0,9 mũ 3 thì nó bằng bao nhiêu? 0,271. Ở thì câu A đó là mình có 3 ý là mình đã làm xong rồi. Thứ nhất là phân phối xác suất nè, thứ hai là tính xác suất có 2 chai hỏng nè, và xác suất có ít nhất 1 chai hỏng là mình đã tính xong. Còn câu B là nó hỏi khác, nó không hỏi về phân phối nữa mà nó hỏi như thế này. Một cửa hàng nhận được 50 chai ở lô A, rồi 30 chai ở lô B, và 500 chai ở lô A, 300 chai ở lô B và 200 chai ở lô C. Có nghĩa là nhận được 1.000 chai đúng không? Và để lẫn lộn. Và một người mua đến mua một cái chai về dùng rồi tính xác suất được cái chai tốt. Thì cái này nó liên quan đến cái phần ở chương 1 đó, chính là cái công thức xác suất đầy đủ luôn. Công thức xác suất đầy đủ đó. Đây là câu B nè. Thì em gọi A, B, C. Mẹ nóng quá. A, B, C lần lượt là các biến cố, là các biến cố. Biến cố hai chấm ở mặt kép không? Là cái chai chai thuốc lấy ra thuộc cái lô A, B, C tương ứng. Tương ứng như thế này. Thì ở đây mình gọi ba biến cố này. Vậy thì em sẽ tính cái xác suất của biến cố A, tức là xác suất để mà cái chai lấy ra thuộc cái lô A là bao nhiêu. Ở đây mình nhận về tổng cộng 1.000 chai nè. 1.000 chai mà có 500 chai ở lô A. Vậy thì xác suất lấy được một chai ở lô A đó là nó là 500 phần ngàn đúng không? 500 phần ngàn. Tức là nó là bao nhiêu? 1/2. Tương tự vậy thì xác suất lấy được cái chai ở lô B ấy, là bằng bao nhiêu? 300 phần ngàn, tức là 0,3. Tương tự là xác suất ở lấy được cái chai ở lô C là 0,2. Và lúc này mình sẽ có A, B, C là hệ đầy đủ của biến cố. A, B, C là hệ đầy đủ biến cố. Thì bây giờ yêu cầu là mình sẽ gọi thêm cái biến cố là lấy được chai tốt. Đó, mình sẽ gọi T là biến cố lấy được chai tốt. Lấy được chai tốt. Thì cái này mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ nha. Thì mình có là xác suất của biến cố T với điều kiện A. Nếu như nó là một cái chai ở lô A thì xác suất nó chai tốt nó sẽ là 0,1. Đó chính là cái BA này nè, BA này 0,1. Và tương tự như vậy thì xác suất nó là chai tốt với điều kiện nó thuộc lô B là bao nhiêu? Là 0,08. Ủa này 0,9 thì nhầm nha. Cái này là chai hỏng là 0,1. Vậy là còn cái này là 0,92. Nhầm ha. Thì nhắc lại nè. Chỗ này là 0,9. Chỗ này là 0,92. Xác suất lấy được chai tốt ở lô A là 0,9. Còn ở lô B là 0,92.
0.92 và lô C là xác suất lấy được chai tốt ở lô C là 0.mấy. Ai trả lời được? Ai trả lời được? Cố lên các em, còn chút xíu nữa là hết bài này rồi mình nghỉ ha. Nguyễn Ngọc Nhi. Nhi. Em tính cho thầy cái này được không? Ở lô C là tỷ lệ hút hỏng là nhiêu em? Ở lô C tỷ lệ hút hỏng là nhiêu? Ở lô C tỷ lệ hút hỏng là nhiêu? Ừ, không thêm dõi bài vậy. Ở lô C tỷ lệ hút hỏng là 0.15 nha. Vậy là tỷ lệ hút tốt là nhiêu? Không theo dõi bài gì cả. Dạ, cái mới bị rớt mạng thầy. Rồi. Rồi được rồi. Rồi xác suất. Vậy thì mình sẽ đứng là cái xác suất lấy được chai tốt à. Lấy được chai tốt. Cái này là em áp dụng công thức xác suất đầy đủ ha. Tại vì khi mà em học chuyên 3 thì chuyên 1 em cũng đã học qua rồi, cho nên là mình có thể sử dụng công thức ở chuyên 1. Thấy không? Đấy, thì nó sẽ là xác suất biến cố A nè, rồi T với điều kiện A, rồi cộng xác suất của biến cố B nhân cho xác suất của biến cố T với điều kiện B, rồi cộng cho xác suất biến cố C nhân cho xác suất biến cố T với điều kiện C. Thì cái công thức này là công thức xác suất đầy đủ nha, xác suất đầy đủ ở chương 1 à. Rồi mình thấy số vô nè, chỗ này là 0.25 1/2 á. Ờ, này là nhân cho 0.79. Ờ, chỗ này là 0.3 và nhân cho cái này là 0.92. Rồi cộng cho chỗ này là 0.2. À, 0.2 nhân cho 0.85. Rồi mình lấy máy tính mình bấm nha. À, 0.5 nè. Nhân 0.9. 0.3 nhân cho 0.92 cộng cho 0.2 nhân cho 0.85 và nó ra kết quả là như này là 0.896. Vì mình xác suất mình lấy ra được một cái loại thuốc tốt là 0.896. Thì đây là cái câu 6 B ha, câu 6 B. Rồi các em đọc kỹ chép lại đi. Thì bây giờ là 11:15 mình tạm thời kết thúc buổi học ở đây. Thì những cái lời giải của cái câu này thầy sẽ để dành cái khóa học cô ta, thấy không? Các em có thể lên lấy dành xem lại. Và lưu ý là cái bài trắc nghiệm ở tuần này nó sẽ liên quan đến những cái câu hỏi liên quan đến cái phân phối xác suất này. Thấy không? Thì do mình mới giải được bài thứ 6 rồi. Rồi thì buổi học đến đây là tạm dừng nha.